Tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa có mô hình dân vận lắp bát treo cờ Tổ quốc do chi bộ khu phố 1 phường Long Toàn triển khai. Để đổi mới và tạo mỹ quan hơn nữa khi treo cờ Tổ quốc, chi bộ khu phố 1 phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã phối hợp với ban điều hành, ban công tác mặt trận khu phố, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thiết kế đồng bộ cán cờ và lắp đặt bát treo cờ Tổ quốc trước nhà theo độ cao nhất định. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 76 triệu đồng, trong đó các đảng viên đóng góp 35 triệu đồng, còn lại vận động nhân dân đóng góp. Việc lắp bát treo cờ Tổ quốc cho tất cả các hộ dân trên địa bàn khu phố 1, phường Long Toàn không chỉ thăng thêm vẻ mỹ quan cho tuyến đường mỗi dịp lễ Tết, mà còn thể hiện sự tôn vinh đối với lá cờ Tổ quốc.